Ok, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Tuyền ơi đây. Mình thì, là Trương Y Tú đây. Ờ đây là người yêu của mình, đây là vợ của mình nè. Chồng mình trước mình đó. Em ơi, em mới chính là vợ của mình là không phải đâu, vợ anh thì vợ anh thì anh ơi. Mình có hai vợ luôn nha mọi người. Nhà này mình có hai vợ. Thôi không chịu. Vậy vợ khẽ hả? Ai? Mà sáng thì mới hôn nguyên. Đúng giờ. Má mày. Trời ơi, đây là tất cả buồn hai mắt luôn. Nhà này mình tới là 2, 4, 5, 5 vợ luôn các bạn. Wow. Nhà mình phù đàn ông phù bà luôn. Phù đàn bà lai đàn ông phù bà. Tại sao? Ly dị. Ly dị nhá này. Giờ mình nhiều vợ mình thích ly dị nhá nào là mình ly dị. Tại sao mình có thể nói như vậy? Trong khi chồng tao mát. Tao mát mà giờ mày em chờ tao mát. Thông minh lắm. Đó, ok, đây mới là vợ chính thức của mình. Ôi, thôi mà anh kỳ quá. Tao mét. Thôi. Tao mét mày nó đi. Nó kìa cái gì, đánh bài. Tao nói nữa đó. Mày mà nói mày mà nó mở miệng tiếng nào tao mét. Ok chưa? Ok, thì... Giữ cách cái khung này, giữ cách khung này. Tao không cắt. Chết. Tao không cắt. Đây là con sò tổ thì nó nặng lắm các bạn. Một con gì cỡ 100 gram á. Thế như là hai cái vú của chồng á. Một cô gái tên NT khi bạn trai đánh đập chỉ vì thấy trai lạ thả tim vào ảnh đã khiến cư dân mạng Việt không ngừng xôn xao. Theo như NT chia sẻ, cô thậm chí còn không biết người thả tim vào ảnh của mình là ai. Đây cũng không phải lần đầu cô bị người yêu bạo hành. Yên tâm hồn. Rồi chừng nào review con này được? Em bậy quá à. Nghiêm túc đi. Con chim có gì bậy? Con chim có cánh bay ngoài đường. Trời bậy. Thông minh lắm. Thức 3 giờ sáng có xài chính xác. Trong thời gian qua đã ủng hộ team bọn mình lên được kênh chị Di Tú là được 900.000 người đăng ký. Thì cảm ơn mọi người trong thời gian qua rất là nhiều luôn. Không có mọi người thì không có bọn mình ngày hôm nay đâu. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ làm sò tổ sốt ớt nha mọi người. Mỏng gầy gặp Tiền Lỡ nó sốt ớt ngon quá. Bây giờ mình sẽ bắt chước nó mình sốt ớt. Không, nó là bắt chước mình chứ. Hồi lúc mình làm clip tôm sốt ớt nó bắt chước mình làm theo. Nên là bây giờ mình gọi là sốt ớt rồi. Dạ, chị yes. Ok, bây giờ mình còn giới thiệu một cái nữa. Đợi một xíu. Good, 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 good. How to the one. How to the one. Let's go, baby. Con, come on, baby. Con coi chiêng bác. Con ngon, ngon, ngon. 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 Minutes later. Đây mọi người, đây là cái bánh kem mà mình đã đặt hồi giấc chiều. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mình quên khắc cái tên Tường Vi rồi. Nguyên tên. Ơi không vui không? Không nghĩ sao ở này là nút YouTube nè mọi người. Đâu? Kêu vẽ hình YouTube rồi không biết vẽ. Đây vẽ cái hình này luôn. Mà quay qua mặt nha. Nó mặc nó đâu nhiều rồi. Chiều giờ nó nói là chị hết nguyên rồi. Chị hết nguyên rồi. Mình đã nghĩ ra được một cái này rồi. Đợi mình xíu.
gì đâu có vậy đó. Không ai thương em đâu, về đây bên anh ta nốt lại tình xưa. Về đây bên nhau ta nốt lại tình xưa. Ta phải quay vô vị ngọt bùi thanh thanh. Giết không được. Ý trời ơi. Trời chứ. Ý chứ tivi rồi. Xin lỗi. Không có quay. Xin lỗi. Nhìn cái mặt nó đi cái vui vô. Xin lỗi mà. Cố gượng cười. Cố gượng cười nhưng trong lòng chẳng được. Thôi đừng mà, xin lỗi chưa. Xin lỗi còn thêm chứ đừng chưa. Xin lỗi cùng vàng. Xin lỗi rồi mọi người nói cho tiếp một câu đó. Xin lỗi. Đó, 900 ngàn thì mình sẽ viết số 900 ngàn trước. Later. Thôi chị mời em uống. Bây giờ mình đợi nước này sôi lên thì mình sẽ thả cái con sò cò này, sò tò gì đó phải. Tên nó khó kêu quá. Đó, mình sẽ thả vô bên trong đây, mình luộc nó sơ qua nghe, rồi mới để vô đây nha mọi người. Lần đầu tiên mình ăn con này mình không biết chế biến nó sao hết trơn á. Nhìn nó khá là to luôn. Quýnh lộn không? Sao nãy đâu quýnh lộn mà? Không. Quýnh lộn to không? Quýnh lộn không? Đâm nhau gì? Quýnh lộn không? Lộn không? Vô mày bỏ cái điện thoại xuống rồi đánh nhau với tao mà. Đánh kìa, thấy chim con nhỏ đi đi đúng nó soi cái gì đây đây chờ gì không có nãy giỡn mà. Đi đây nè đây đưa tay đây nào mấy bên nhau bạn nha. Đây đưa tay đây cho chị. Lên đây nè. Chị thương em mà, lên đây nè. Chị cọc với em. Chị có cọc với em. Lên. Chị cọc với em. Lên đây nè cục vàng. Em nói chị mèo chị cọc với em. Em nói tiếng Anh hay tiếng Việt mà. Em nói tiếng Anh hay cọc với em. Tại mày không á. Đang nói chuyện tiếng Việt cái mày chỉ nó chị mèo. Thì tao nói đâu mà ghét người đi. Em nói chị mèo mà. Ừ,
Thôi đưa đây chị thương em. Lên đây đi em nói chị, em nói nhiều lên chị thương em. Không, không có, tao không có chửi mày nha. Tao không chửi mày với nó nha. Tao bị điên. Tao chỉ nói mày nói sai thôi. Lên đi đăng quần rồi lên đi meo. Đuôi. Smell you smell I wanna eat a bit TikTok a 2:34 ngày. Ok. Smell smell you wanna eat a bit. Bây giờ mình sẽ thả mấy cái con này vô nha các bạn. Đây có nhiều con quá mình thả hết vô luôn. Không biết chừng nào nó chín thôi kìa. Không biết nó chắc chị nghĩ tầm 15 phút gì đó. Ơi, có chừng. Gì vậy? Ủa, đụng đâu chảy máu vậy? Sao không? 15-20 phút nữa nó chín rồi mình xong ớt chắc đã lắm á. Cà cái này chấm mua tiêu ăn luôn phê. Later. Ok, tụi mình đã làm xong rồi mọi người ơi. Có bánh kem rồi, có đồ ăn rồi, bọn mình ăn cùng với mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi,
chưa? Trời ơi, vậy. Mày chê tao tới mình bỏ luôn rồi, không tắm đó. Không tắm hả? Ấy giờ rồi. Trời ơi. Giết cho trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.